5 dấu hiệu cảnh báo cơ thể của bạn đang gặp vấn đề. Nếu như mà cơ thể của các bạn đang bình thường á, bỗng vào một ngày đẹp trời nào đó nó có những cái dấu hiệu sau đây á, thì cơ thể đang cảnh báo cho bạn á, chúng không có bình thường. Thứ nhất là dễ nổi nóng, cảnh báo bạn về căn bệnh trầm cảm. Thứ hai là bạn thường xuyên gặp ác mộng trong khi ngủ, thì đây là dấu hiệu cảnh báo của bệnh Parkinson hoặc là một trong số những cái bệnh nào đó về thần kinh. Thứ ba là thay đổi màu mắt. Nếu như bạn dưới 45 tuổi mà gặp cái tình trạng này á, thì đây chứng tỏ là dấu hiệu cảnh báo cholesterol trong cơ thể bạn đang cao. Thứ tư đó chính là tình trạng khát nước khủng khiếp luôn. Các bạn có biết rằng Hiệp hội Tiểu đường ở Mỹ đã đưa ra cảnh báo rằng nếu như mà bạn gặp cái tình trạng là khát nước kinh khủng, kèm theo đó là những cái tình trạng sau đây: ăn rồi mà vẫn thấy đói, mệt mỏi nè, mắt mờ nè, giảm cân và tê bì ở tứ chi, thì có thể bạn đang gặp cái loại tiểu đường cấp 1. Và cuối cùng đó chính là tình trạng da dày và ngứa. Nếu như mà ngoại trừ cái việc mà bạn bị viêm da dị ứng á, thì cái tình trạng da ngứa và dày chỉ ra cái bệnh chàm. Đây là một cái căn bệnh về da rất là khó chịu nhưng mà có thể chữa được. Nếu như mà bạn gặp một trong năm cái tình trạng mà Giang vừa chỉ ra vừa rồi á, thì các bạn nên đi gặp bác sĩ ngay nha. Phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Hãy bảo vệ sức khỏe của bản thân mình các bạn nha.